ơn các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một cái chuyến du lịch dạo phố đêm ở thành phố Columbus. Thì buổi tối thì các bạn sẽ thấy nhiều đèn lung linh và có những ngọn đèn xanh xanh đỏ đỏ. Thì đó là dấu hiệu của cái mùa Giáng sinh. Khi mà các bạn thấy mùa Giáng sinh là không thể thiếu những ánh đèn lấp la lấp lánh và những cái show lễ hội ánh sáng. Thì nếu mà không có những ánh đèn như này thì nó sẽ không có không khí Giáng sinh như thế nào. Thì xin mời các bạn cùng theo dõi gia đình mình hôm nay để mà chúng ta cùng ngắm một cái đêm lễ hội ánh sáng đèn Giáng sinh ở thành phố Columbus. Chào mừng các bạn ghé qua du lịch trải nghiệm cùng với gia đình du lịch và Jenny. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nơi mà trang trí đèn Giáng sinh rất là đẹp. Và nó nằm ở thành phố Columbus, thuộc thủ phủ của tiểu bang Ohio. Đây các bạn có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh của cái khu vực trang trí đèn Giáng sinh là như thế nào. Thì mình sẽ đi từng nơi để cho các bạn thấy những cái chi tiết ở nơi này rất là đẹp như thế nào. Thì xin mời các bạn theo dõi gia đình mình hôm nay. Thank you.
Vậy là nhà mình vừa đi hết một vòng trong cái khu vực công viên ở Columbus Common ở downtown của thành phố Columbus. Thì bạn nào mà ở gần thì có thể đi ra đây ngắm đèn. Và đặc biệt một điều là trong cái khu vực này thì bạn vào ngắm đèn không có mua vé gì cả, cho nên là nó miễn phí và rất là đẹp, phải không các bạn? Và bây giờ mình sẽ chia tay các bạn ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hy vọng là sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn tuyệt vời cùng với gia đình mình. Và chúc các bạn có một mùa Giáng sinh sắp tới thật là tràn đầy hạnh phúc bên gia đình của mình. Và các bạn hãy vui lòng ủng hộ du lịch và trải nghiệm, cho du lịch và trải nghiệm những đăng ký và những chia sẻ để mình có động lực và làm thêm nhiều video mới hay hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Bye bye.